Tôi làm theo lời bác sĩ là thường xuyên sử dụng hai sản phẩm viên uống và serum kỳ xuân đó, thì tôi thấy tình trạng da của tôi được cải thiện rõ rệt, những vết nám sạm hay tàn nhang không còn nữa, những vết nhăn mà quanh mắt hay khóe miệng đó, nó không còn, mà làn da thì trở nên căng mịn sáng bóng hơn. Đi ra đường gặp bạn bè nó hay khen lúc này nhìn trẻ đẹp ra đó, là tôi cũng không còn nổi nóng hay cáu gắt vô cớ với mọi người nữa, và chuyện vợ chồng nó cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ thường xuyên sử dụng hai sản phẩm này, mặc dù là có tiền mãn kinh hay là mãn kinh, để duy trì nhan sắc, hạnh phúc, sức khỏe và yêu đời hơn. Trong cái viên uống kiều xuân này chứa estrogen thảo dược là estrog 100, được chiết xuất từ 3 cái loại thảo dược quý của Hàn Quốc, và đặc biệt nó đã được sử dụng rất là lâu rồi, trên 400 năm tại Hàn Quốc và Trung Quốc, và nó được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Hoa Kỳ và Bộ Y tế Canada chấp nhận là an toàn và hiệu quả. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 579 579 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Kiều xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân.